Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Cao Bằng ngày mới thứ năm ngày 8 tháng 9. Mở đầu chương trình sáng nay là những tin tức đáng chú ý được cập nhật. Với việc được đánh giá cao tại lần tái thẩm định vừa qua, Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng tiếp tục gây được ấn tượng với hội đồng xét duyệt hồ sơ đăng cai tổ chức hội nghị mạng lưới Công viên Địa chất Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 8 năm 2024. Đại diện Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng đã có buổi thuyết trình nhận được nhiều sự đồng thuận của Ủy ban Cố vấn của Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, APGNAC. Mạng lưới Công viên Địa chất khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APGN, có vai trò điều phối các hoạt động của các công viên địa chất của UNESCO ở Châu Á và Thái Bình Dương, là diễn đàn để trao đổi thông tin, hợp tác giữa các công viên địa chất toàn cầu và các chuyên gia công viên địa chất toàn cầu trong khu vực nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững trong các khu vực công viên địa chất. Đoàn đại biểu Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng đã có một số hoạt động từ ngày 4 tháng 9 như tham quan thực địa, gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia của UNESCO và Hội đồng Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu nhằm học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, phát triển Công viên Địa chất Toàn cầu theo các tiêu chí của UNESCO, tham gia thuyết trình về tiềm năng phát triển của Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng. Đặc biệt, Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng đã mang đến hội nghị gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản vật của địa phương như bánh khảo, chè lam, kẹo lạc, miến rong hay những vật dụng dùng trong tín ngưỡng của bà con đồng bào người Dao, người Tày, Nùng và các sản phẩm của các làng nghề truyền thống như giấy bản xóm rỉa trên, dệt thổ cẩm luống nọi. Các sản phẩm, sản vật của Cao Bằng đã thu hút các đại biểu quốc tế tham quan và tìm hiểu. Trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cao Bằng lần thứ 9 năm 2022, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 9 năm 2022 tổ chức lễ khai mạc và thi đấu giải cờ tướng. Nhân dịp Tết Trung Thu, Công đoàn và Chi đoàn Đài phát thanh truyền hình tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm cho hơn 50 cháu thiếu nhi là con em cán bộ viên chức người lao động trong đơn vị. Tại chương trình Đêm hội trăng rằm, các em đã được hòa mình vào không khí tưng bừng náo nhiệt của ngày Tết Trung Thu cổ truyền với hoạt cảnh chị Hằng, chú Cuội vui tươi dí dỏm và tham gia các trò chơi và giao lưu văn nghệ. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đài với con em của cán bộ nhân viên trong đơn vị, động viên khích lệ các em phấn đấu vươn lên trong học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Thưa quý vị và các bạn, tìm đầu ra cho nông sản lâu nay luôn là vấn đề khó khăn trong canh tác nông nghiệp, nhất là khi cây trồng đã từng bước phát triển thành hàng hóa. Cây bí thơm ở Thạch An cũng như vậy, tuy đã được công nhận là sản phẩm OCOP, nhưng cứ bước vào vụ thu hoạch, bí bị chất đống ở dưới gầm sàn nhà, dẫn đến việc bảo quản gặp nhiều trở ngại, ảnh hưởng đến chất lượng, giá thành. Người dân mong chờ sản phẩm bí thơm có đầu ra ổn định để tiếp tục mở rộng diện tích, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đến xóm Bản Muồng vào dịp này, người dân bận rộn thu hoạch bí thơm, một trong những cây trồng đã được bà con duy trì từ nhiều năm nay. Đặc biệt, từ khi được công nhận sản phẩm OCOP, cùng với việc tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật trong canh tác đã tăng năng suất, sản lượng cây trồng. Một số nơi đã biết đến bí thơm với ưu điểm là nông sản sạch, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Tuy cây bí thơm đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người nông dân và được xác định là cây trồng thế mạnh trong phát triển sản xuất hàng hóa, nhưng khâu tiêu thụ vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Cứ đến vụ thu hoạch, bà con lại lo lắng bảo quản sản phẩm. Do chưa bố trí được nơi để nông sản, người dân đã tận dụng gầm sàn nhà để chứa bí thơm. Mặc dù quả bí thơm để được lâu hơn so với nhiều sản phẩm khác, nhưng cũng cần đảm bảo các yếu tố như quả không bị chảy xước, vẫn còn nguyên phấn, cuống không bị đứt gãy để giữ ẩm. Hơn nữa, nơi để sản phẩm cũng cần đảm bảo thông thoáng, không ẩm ướt, tránh các loại côn trùng, mối mọt đục quả. Gia đình ông Đinh Văn Lai cũng như nhiều hộ dân ở đây đã tận dụng đất núi đá, thung lũng trồng bí thơm hơn 2.000 m². Vụ này sản lượng ước đạt hơn 20 tấn. Hiện nay gia đình mới thu hoạch đạt 2/3. Số còn lại vẫn chưa được lấy về do không có chỗ để. Bí chất đống để dưới gầm sàn ẩm thấp, diện tích chật hẹp. Nếu không được phân loại, bảo quản tốt, về lâu dài sẽ bị thối hoặc chảy xước vỏ. Quả không lên phấn đều, bán không được giá. Việc tiêu thụ vốn đã khó, nay càng khó khăn hơn. Từ đầu vụ đến nay, gia đình mới chỉ bán được khoảng 2-3 tạ tại các chợ phiên. Bên cạnh đó thì việc vận chuyển cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bí thì nặng, dân không có phương tiện,
Vì vậy, thu hoạch từ ruộng về nhà đến việc đi bán chỉ dựa vào sức thồ của ngựa hoặc bằng xe máy nên chở không được nhiều. Năm nào cũng đến sau Tết mới bán hết sản phẩm, tiền thu về không thành tấm thành món. Năm nay nhà tôi cũng trồng bí, thì năm nay nói chung là cũng về năng suất, cũng có năng suất, nhưng mà về cái khâu thu về nhà ấy, cũng là cái vấn đề gặp nhiều khó khăn. Và thứ hai là cái bảo quản ấy, thì cũng từ bốc xếp từ nương giấy về và đến nhà cũng hàng bao nhiêu khâu, đương nhiên là về cái khâu bảo quản để đảm bảo coi như là bí không bị hỏng hóc ấy, thì cũng có nhiều khó khăn. Tôi mong muốn là làm sao coi như là các nhà doanh nghiệp hoặc là nhà tiêu thụ cố gắng giúp địa phương và nhân dân bà con ở trong chúng tôi. Vâng, về cái tiêu thụ về coi như là nhỏ lẻ rất là tiêu thụ rất là khó khăn về cái nhỏ lẻ. Thứ hai là về cái mức độ lượng, số lượng nó nhiều, đâm ra tiêu thụ chậm thì bí sẽ hỏng nhiều hơn. Người dân sẽ vất vả là về cái bảo quản này, vừa là mang về xếp này, để mà bảo quản này thì có không có nơi để mà để bảo quản coi như được tốt. Xóm Bản Muồng có 54 hộ dân, phần lớn đều trồng bí thơm. Từ khi trồng bí, đời sống của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt. Do cần cù, chăm chỉ, cải tạo đất, nhiều hộ dân thu hoạch bí mỗi vụ đạt từ 7 đến 8 tấn, với giá bán từ 7 đến 15.000 đồng 1 kg, thu nhập từ 50 đến 70 triệu đồng một năm. Với khí hậu mát mẻ, đất núi đá, nên bí trồng ở vùng này rất hợp, cây sai quả, quả to, đều, có mùi thơm đặc trưng, vỏ bí cứng dày, nếu bảo quản tốt, có thể để được quanh năm. Hiện nay, cây bí thơm Thạch An chủ yếu được trồng tại xã Vân Trình, diện tích trên 12 hectare, ở hai xóm Bản Cắn và Bản Muồng. Sản lượng năm nay ước đạt 200 tấn. Thực hiện chương trình trọng tâm của huyện về phát triển các cây trồng nông nghiệp hàng hóa, xã Vân Trình đã phát huy tiềm năng lợi thế về đất đai, điều kiện canh tác và bố trí một số nguồn lực để đầu tư mở rộng các cây trồng đặc sản, đặc hữu tại địa phương. Trong đó thì tích cực tuyên truyền vận động người dân trồng cây bí thơm, coi đây là một trong những sản phẩm chủ lực nhằm tăng trưởng kinh tế. Cây bí thơm được xác định là cây trồng mũi nhọn, gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Hiện nay thì Vân Trình trong quá trình tiêu thụ bí thơm thì một phần thì cũng bên về phía xã thì cũng đã có kết hợp với một số doanh nghiệp, một số hợp tác xã để tiêu thụ. Mặc dù được một hai hợp tác xã giúp tiêu thụ, nhưng mà hiện nay thì cái sản phẩm bí thơm thì cũng rất là nhiều. Hiện nay sản lượng ở tại các xóm thì hiện nay là cũng tồn đọng là rất là nhiều, nhưng mà hiện về sức tiêu thụ thì là không đủ, vẫn còn là nhỏ lẻ quá. Và cái thực hiện hiện nay xã thì cũng tích cực vận động các doanh nghiệp vào cuộc. Tuy nhiên thì về cái sản phẩm nông nghiệp thì là bên các doanh nghiệp và các hợp tác xã thì cũng tham gia là rất ít. Thì hiện nay cũng mong cấp trên thì cũng có những cái hướng giúp cho xã Vân Trình để là tìm cái đầu ra cho nó đảm bảo cái lượng tiêu thụ không nhỏ lẻ, với sức lượng tiêu thụ lớn thì có thể mới giúp được bà con là tiêu thụ hết sản lượng. Vì hiện nay tổng sản lượng của xã nhà thì là cũng là trên 200 tấn. Nên là hiện nay thì sức tiêu thụ của các doanh nghiệp chỉ được khoảng 100 tấn thôi, còn hơn 100 tấn nữa thì là hiện nay vẫn còn đang là ách tắc, cũng chưa có hướng để tiêu thụ. Mà cũng mong là các cấp các ngành ở các địa phương cũng giúp phân trình vào cuộc để giúp cho nhân dân có cái sản phẩm, thu được cái sản phẩm sau khi đến là được bán hết. Hiện nay nếu mà tiêu thụ tốt ấy, sản lượng cái sức trồng của xã Vân Trình thì là tất cả các xóm
ở đây chúng tôi đều có thể là trồng được cây bí xanh, và cái đất thì cũng thổ nhưỡng cũng rất là tốt, hợp với cây bí xanh. Mà diện tích thì nếu mà được tiêu thụ, mới sản lượng được làm được bao nhiêu thì tiêu thụ được bằng đấy, thì là sản lượng có thể là lên đến khoảng 4-50 ha là một năm. Là hiện nay thì đã cũng được như thế. Hiện cây bí thơm đã cho năng suất, sản lượng cũng như chất lượng tương đối tốt và được thị trường đón nhận. Song trong quá trình trồng và chăm sóc, thu hoạch, đảm bảo đưa sản phẩm ra thị trường chưa được người dân thực hiện đồng bộ, đúng quy trình, giá trị kinh tế đạt chưa cao. Khắc phục tình trạng này, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện triển khai cơ chế chính sách hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tổ chức liên kết tiêu thụ sản phẩm, tuyên truyền khuyến khích người dân tiếp cận công nghệ thông tin, đưa các sản phẩm bí thơm lên sàn giao dịch thương mại điện tử. Thạch An cũng là một cái địa phương có cái điều kiện về thổ nhưỡng để phù hợp cho cây bí thơm để phát triển. Đặc biệt là cây bí thơm được trồng ở huyện Thạch An nên nó có cái mùi thơm rất là đặc trưng, được nhiều người ưa thích. Thì những năm gần đây được sự hỗ trợ của cái dự án CSP Cao Bằng ấy, dự án kinh doanh nông hộ, thì đã thành lập các cái tổ nhóm hợp tác tại cái xã Vân Trình. Thì ở tại các cái tổ nhóm này thì bà con đã tập trung phát triển cây bí thơm để sản xuất hàng hóa. Thì với cái diện tích như năm 2022 là 12 ha, cái sản lượng thì khoảng 200 tấn. Thì chúng tôi cũng xác định là một cây bí thơm là một cái cây thế mạnh của địa phương. Tuy nhiên là cái thị trường mà tiêu thụ cây bí thơm ấy, hiện nay cũng rất là khó khăn, tại vì là bên cạnh ngoài cái địa phương huyện Thạch An sản xuất thì các cái địa phương khác như là ở tỉnh Bắc Cạn này, và một số địa phương khác thì họ cũng sản xuất rất là mạnh cái cây bí thơm này, cho nên là để mà tìm cái đầu ra cho phát triển cho cái quả bí thơm thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho huyện để liên kết với lại mấy cái đơn vị hợp tác xã. Ví dụ như là trên địa bàn huyện thì có hợp tác xã Thuận Phong, thì hợp tác xã này đã xây dựng cái thương hiệu sản phẩm ô cốp cho quả bí thơm, và hợp tác xã cũng đã thực hiện các cái bước là liên kết với một số cái doanh nghiệp cũng như là cái cửa hàng tiêu thụ ở tại Hà Nội để mà tiêu thụ cái sản phẩm bí thơm cho huyện Thạch An. Okay. Những ngày này, Hợp tác xã Nông nghiệp Ba Sạch thành phố đã đến địa phương để tìm hướng thu mua sản phẩm bí thơm đưa vào chuỗi cửa hàng, siêu thị trong hệ thống liên kết của đơn vị. Đây cũng là tín hiệu tích cực trong thời điểm khi người dân đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản. Nhưng để sản phẩm bí thơm được đưa vào thị trường với số lượng lớn, đòi hỏi khâu sản xuất phải theo đúng quy trình kỹ thuật, có cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Có thể nói là bí thơm Cao Bằng là một trong những cái loại cây trồng cũng rất là phù hợp và có cái chất lượng rất là tốt. Trong những cái năm qua ấy, thì Hợp tác xã Nông nghiệp Ba Sạch Hưng Đạo cũng đã có những cái liên kết, tuy quy mô nó còn nhỏ, với các cái hộ trồng bí thơm tại xã Vân Trình, huyện Thạch An. Đấy thì qua cái quá trình đưa các sản phẩm ra thị trường, bí thơm ra thị trường ấy, thì chúng tôi thấy khách hàng đánh giá rất là cao cái chất lượng của bí thơm Cao Bằng. Để cho nên là trong cái thời gian tới, đặc biệt là cái vụ thu hoạch của năm 2022 này, thì chúng tôi cũng có kế hoạch về việc đưa các sản phẩm bí thơm về hệ thống siêu thị mà hiện nay chúng đang là cái đối tác của chúng tôi. Đấy thì sắp tới là chúng tôi sẽ xúc tiến các cái hoạt động ký hợp đồng với lại các cái hệ thống các siêu thị để chúng tôi đưa cái sản phẩm bí thơm này về dưới, đưa vào các hệ thống siêu thị. Thì trong thời gian tới này chúng tôi cũng sẽ xuống là làm việc cụ thể với lại xã Vân Trình cũng như là các cái tổ nhóm của các cái hộ trồng bí thơm để chúng tôi xúc tiến cái việc bàn bạc với nhau trong cái việc giá cả rồi là đưa cái sản phẩm bí thơm này về dưới. Thì cũng mong muốn là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục liên kết và sẽ liên kết sâu hơn nữa trong cái việc mà đưa các cái sản phẩm đặc sản Cao Bằng nói chung cũng như là các cái sản phẩm bí thơm của Cao Bằng, của Vân Trình nói riêng sẽ vào các cái thị trường nội địa cũng như là các cái thị trường khó tính khác. Đến nay, huyện Thạch An có 5 sản phẩm được công nhận ô cốp 3 sao cấp tỉnh, trong đó có sản phẩm bí thơm.
Để các sản phẩm phát triển ổn định và bền vững, huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo các địa phương tập trung sản xuất nông nghiệp hàng hóa, làm tốt công tác quy hoạch, định hướng thị trường, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông nghiệp hoạt động, quan tâm đến chất lượng, xây dựng thương hiệu, nhãn mác sản phẩm, đổi mới phương thức sản xuất theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của người nông dân. Hiện tại, bà con trên địa bàn huyện đang trồng là với trồng là theo hộ gia đình. Vì vậy là cái việc bảo quản và việc là tiêu thụ sản phẩm thì chúng tôi đang tìm cái đầu ra, và vừa qua thì chúng tôi đã làm việc với lại được sự hỗ trợ của tổ chức phát triển kinh doanh nông hộ CSSP đã giúp huyện là chúng tôi sẽ tổ chức một cái hội nghị xúc tiến đầu tư cũng như là xúc tiến bao tiêu, mời các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp, hợp tác xã đến để giúp huyện bao tiêu cái sản phẩm tham gia cái chuỗi giá trị trên địa bàn huyện, trong đó có cái cây bí thơm. Thì hiện tại thì 2 năm gần đây thì cái cây bí thơm mới phát triển trên địa bàn huyện. Cái này thì là cái giống bí thơm của huyện Thạch An rất là đặc trưng, thì cũng đã được bà con trồng từ rất lâu năm rồi. Tuy nhiên 2 năm gần đây thì mới phát triển mạnh. Thì là chúng tôi về phía huyện thì chúng tôi đã có họp ban chỉ đạo chương trình xúc 02 về phát triển nông lâm nghiệp gắn với tiêu thụ hàng hóa và xây dựng nông thôn mới của huyện, thì chúng tôi đã xác định và tới này là sẽ tiếp tục là chỉ đạo là các cơ quan chuyên môn phối hợp với các tổ chức cá nhân để là hướng dẫn cho bà con về cách trồng, chăm sóc và thu hoạch cũng như là bảo quản cái quả bí khi mà thành phẩm ấy. Thì cái này thì là quả bí này có thể để được từ trên dưới một năm, nhưng mà tuy nhiên cái cách thức bảo quản thì cũng phải tuân thủ theo những cái hướng dẫn kỹ thuật. Đây là một số cái định hướng của huyện, và huyện chúng tôi đã có những cái biện pháp và những cái giải pháp để giúp bà con nhân dân tiêu thụ cái sản phẩm này. Chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý đăng tải trên các báo. Hiện giá hai mặt hàng dầu là dầu diesel và dầu hỏa vẫn đang ở cao hơn mức giá xăng, sẽ tác động tiêu cực đến chi phí sản xuất, khai thác cũng như giá cả hàng hóa tiêu dùng. Theo lý giải của Liên Bộ, sở dĩ giá dầu hiện nay đã tăng cao hơn giá xăng là do đầu kỳ giá xăng dầu liên tục tăng cao khi OPEC dự kiến cắt giảm sản lượng. Lo ngại về việc Mỹ không xem xét các nhượng bộ bổ sung đối với Iran trong thỏa thuận hạt nhân Iran, sản xuất khai thác dầu của Libya và Nigeria không cải thiện, tồn kho xăng dầu của Mỹ giảm trong khi mùa mưa bão tại Mỹ đang đến gần, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và vận chuyển dầu thô. Nhận xét về tính bất ổn của thị trường xăng dầu hiện nay, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho biết, hiện nay nguồn xăng dầu trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu, 30% lượng xăng dầu thành phẩm vẫn phải nhập khẩu nên giá trong nước vẫn phụ thuộc vào giá thế giới. Bên cạnh đó, quỹ bình ổn xăng dầu thời gian qua chỉ đáp ứng được khi giá xăng dầu tăng giảm với biên độ nhẹ. Quỹ này tỏ ra không hiệu quả khi giá thế giới có biến động lớn, có lúc gây khó khăn cho công tác bình ổn giá. Do đó, vị chuyên gia này kiến nghị cần mạnh dạn đầu tư thay quỹ bình ổn xăng dầu bằng quỹ hiện vật. Đó chính là dự trữ xăng dầu với lượng dự trữ lên đến hàng triệu tấn, đảm bảo cung ứng đủ cho nhu cầu sử dụng từ 3 đến 6 tháng, sẽ tăng khả năng đối phó với diễn biến khó lường của giá xăng dầu thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng doanh nghiệp lữ hành trong những năm qua đã đóng góp quan trọng đối với sự phát triển du lịch của đất nước, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương. Tuy nhiên, việc chưa xây dựng được vững chắc nền tảng văn hóa doanh nghiệp đang nảy sinh ra những bất cập trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành. Với nhu cầu của cuộc sống ngày một phát triển, các loại hình dịch vụ trong đó có ngành du lịch đang phải chạy đua với việc chuyên nghiệp hóa các sản phẩm, đặc biệt là việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp lữ hành. Theo đánh giá của Tổng cục Du lịch, nhìn chung trong những năm qua, các doanh nghiệp lữ hành đã ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp thông qua định hướng, chiến lược kinh doanh và những giá trị mà doanh nghiệp đang có. Đặc biệt, sau đại dịch COVID-19, doanh nghiệp lữ hành đã chủ động điều chỉnh văn hóa doanh nghiệp phù hợp với xu thế thị trường. Trong đó, công nghệ thông tin đang ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp luôn có sự điều chỉnh về tầm nhìn chiến lược kinh doanh của mình, nỗ lực trong việc thay đổi về quy chế nội bộ, nhân sự, phương thức quản trị doanh nghiệp.
các doanh nghiệp đều ý thức được rằng sự điều chỉnh về văn hóa doanh nghiệp sẽ góp phần thay đổi thương hiệu doanh nghiệp du lịch, từ đó tác động đến hình ảnh chung của du lịch Việt Nam. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đã tồn tại qua đại dịch, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tốt, tạo dựng thương hiệu du lịch riêng cho mình, đang dần phục hồi và phát triển. Bất chấp sự trầm lắng của thị trường chung, các loại hình bất động sản lưu trú đang có sự phục hồi mạnh mẽ do sự trở lại của những dòng khách chủ lưu như công nhân, chuyên gia nước ngoài và sinh viên. Trong bối cảnh giá nhà đang cao vượt tầm với, không chỉ công nhân, sinh viên các trường đại học, ngay cả những hộ gia đình trẻ đang sống và làm việc tại các thành phố lớn cũng đang khát nhà cho thuê. Vì vậy, yêu cầu phát triển các khu căn hộ cho thuê, nhà trọ chất lượng cao với giá cả hợp lý là vô cùng cần thiết. Nhu cầu cao trong khi nguồn cung hạn chế cho thấy tiềm năng tăng trưởng của phân khúc bất động sản lưu trú đang rất lớn. Anh Nguyễn Duy Thế, một nhà đầu tư bất động sản lâu năm tại Hà Nội cho hay, thị trường cho thuê từ sau Tết hồi phục nhanh về giá và tỷ lệ lấp đầy cao. Vị này cũng tiết lộ, nhu cầu bất động sản lưu trú thực tế đã dục dịch tăng trở lại từ đầu năm và đến nay thì đã gần như trở về mức trước dịch. Nhu cầu tăng đẩy giá thuê trung bình của các loại hình lưu trú tăng từ 10 đến 30% so với cuối năm 2021. Hầu hết các hợp đồng ký mới đều tăng giá thuê, các ưu đãi được áp dụng trong dịch cũng bị cắt giảm, ngay cả giá nhà trọ bình dân cũng có xu hướng tăng từ 5 đến 15% theo tháng. Nguyên nhân khiến đà tăng giá tăng nhanh, theo anh Thế là bởi người lao động quay lại thành phố lớn làm việc, thu nhập được cải thiện. Mặt khác, sau thời gian dài giảm giá, các chủ nhà có ý định tăng giá trở lại để bù đắp nguồn thu. Theo dự báo, giá nhiều khả năng sẽ còn tăng, vì vậy nếu tìm được căn hộ phù hợp, khách thuê nên chốt sớm. Truy xuất nguồn gốc hàng hóa là một xu thế tất yếu và là quy định bắt buộc đối với các doanh nghiệp khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Không chỉ vậy, những đích đến thiết thực khác của mũi tên truy xuất nguồn gốc còn là tạo niềm tin cho người tiêu dùng, giúp ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, qua đó góp phần xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm, doanh nghiệp của Việt Nam. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thói quen của người tiêu dùng cũng đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh yêu cầu ngày càng cao về chất lượng hàng hóa, việc truy xuất nguồn gốc đang trở thành tiêu chuẩn bắt buộc khi người tiêu dùng muốn tìm hiểu kỹ hơn về nơi sản xuất, quy trình và quy cách, đặc biệt là những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng như thực phẩm, dược phẩm hay đồ may mặc. Theo Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển Phạm Thị Lý, hệ thống truy xuất nguồn gốc, đặc biệt với nông lâm, thủy sản, thực phẩm, cho phép kết nối trực tiếp nhà quản lý, nhà sản xuất và người tiêu dùng, đặc biệt cho phép hiển thị thông tin sản phẩm bằng việc số hóa, cập nhật nhật ký sản xuất. Các thông tin này cũng chính là hàng rào kỹ thuật, ngăn chặn hàng ngoại đội lốt hàng nội tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Có thể thấy, việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến, xây dựng và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa là một trong những định hướng quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao giá trị, gia tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp, ngành hàng. Những năm gần đây, livestream không ngừng phát triển tại Việt Nam. Người dùng mạng xã hội này không còn xa lạ khi nhắc đến cụm từ livestream, streamer trên các nền tảng xã hội. Tuy nhiên, không chỉ là các streamer chuyên livestream bán hàng online, quảng bá sản phẩm dịch vụ. Thời gian gần đây, livestream biến tướng với các streamer, idol hoạt động cho các app khiêu dâm, cờ bạc trá hình. Trên báo Thanh Niên đăng tải loạt bài về vấn nạn này với tiêu đề Biến tướng trong thế giới livestream. Những ngày qua, phóng viên Thanh Niên thâm nhập các hội nhóm tuyển idol, Engi để livestream trên các ứng dụng khiêu dâm như QQ Live, MM Live, Hot 51 Live được quảng cáo là nơi giao lưu kết bạn. Phóng viên bất ngờ với nội dung của các ứng dụng được quảng cáo là nơi giao lưu các bạn khi idol xuất hiện liên tục, hướng dẫn đánh bạc, chào mời mua dâm, hứa hẹn chiều tới bến nếu được trả chi phí. Ở những ứng dụng tổ chức đánh bạc trực tuyến, idol thường trò chuyện cùng người xem, tư vấn về cách đánh cược, sóc đĩa, tài xỉu. Không những vậy, những idol này còn sẵn sàng thực hiện mọi yêu cầu mà người xem đưa ra để thỏa mãn dục vọng. Đổi lại, idol sẽ được tặng quà, có thể là tặng tiền hoặc vật phẩm, tùy vào app mà tên gọi tượng trưng sẽ khác nhau. Ở các phòng livestream trên app đánh bạc, các idol show khởi động rất nhẹ nhàng bằng cuộc nói chuyện giữa idol và người xem. Nhưng khi số lượng người xem ngày càng đông thì sẽ là lúc các idol bắt đầu nhảy múa, uốn éo với những vũ điệu gợi dục. Truy cập vào app MM Live, đập vào mắt người tiêu dùng là hình ảnh của một cô gái ăn mặc cực kỳ thiếu vải, chỉ che những chỗ nhạy cảm trên cơ thể. Tại phòng chờ, vào nhiều thời điểm trong ngày, luôn có hàng chục idol sáng đèn, lượt xem hiển thị luôn ở con số hàng nghìn người xem trực tuyến và đông nhất vào buổi tối muộn.
Đại diện Bộ Công Thương nhận định tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2022 có thể tiệm cận con số 800 tỷ USD, duy trì được tỷ lệ xuất siêu của Quốc hội và Chính phủ đã đặt ra là 7-8%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm nay đạt gần 500 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt gần 251 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước, đưa cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu khoảng 3,96 tỷ USD. Với cơ cấu nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89% hàng xuất khẩu và nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm tới 94% hàng nhập khẩu trong 8 tháng qua, thực tế này được cho là đòn bẩy để đưa kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng cao. Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, nhiều khả năng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả năm 2022 có thể tiệm cận đến con số 800 tỷ USD. Cùng đó có thể duy trì được tỷ lệ xuất siêu của Quốc hội và Chính phủ đặt ra là 7-8%. Tuy nhiên, để đạt được điều này thì cũng còn nhiều yếu tố tác động, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi mà những thách thức rủi ro vẫn còn và có thể tác động đến thị trường, đặc biệt là xung đột giữa Nga-Ukraine hiện nay cũng chưa chấm dứt. Điều đó có thể làm đứt gãy chuỗi cung ứng và việc suy thoái của một số thị trường cũng ảnh hưởng đến nhu cầu và tác động đến hoạt động nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vào các thị trường này. Thưa quý vị, ho là một phản xạ tự nhiên đẩy các chất dịch nhờn ra khỏi phổi và phế quản hay các vật thể lạ ra khỏi đường hô hấp giúp bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên, tình trạng ho kéo dài ở trẻ lại là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý nguy hiểm mà cha mẹ cần lưu ý. Ở trẻ nhỏ, khi ho liên tục trên 4 tuần được xác định là ho kéo dài. Tình trạng này thường gặp ở trẻ từ 2 đến 3 tuổi, khoảng 5 đến 10% học sinh cấp 1 có tình trạng ho kéo dài. Tình trạng ho kéo dài khiến khó ngủ, ngủ không yên hay thức giấc về đêm, cảm thấy lo lắng, buồn rầu, học tập giảm sút. Ho kéo dài cảnh báo bệnh lý gì? Một số bệnh lý có triệu chứng điển hình là ho kéo dài như nhiễm khuẩn đường hô hấp trên là nguyên nhân phổ biến gây ho kéo dài ở trẻ. Bệnh xuất hiện do trẻ nhiễm virus, nhiễm khuẩn lây nhiễm từ trường học, nhà trẻ. Ngoài triệu chứng ho kéo dài, một số triệu chứng thường gặp khi trẻ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên như sốt, hắt hơi, sổ mũi, viêm họng, đau đầu, mệt mỏi. Hen suyễn. Hầu hết trẻ bị bệnh hen suyễn đều gặp phải các triệu chứng về hô hấp và phổ biến nhất là ho kéo dài. Với hen suyễn, ho kéo dài sẽ đi kèm với các triệu chứng như thở rít, lặp đi lặp lại nhiều lần, đặc biệt khi trẻ bị cảm cúm, cảm lạnh hoặc nhiễm khuẩn đường hô hấp trên vào thời điểm giao mùa, trời lạnh sẽ là yếu tố nguy cơ gây bùng phát bệnh hen suyễn. Trào ngược dạ dày thực quản. Trào ngược dạ dày thực quản có triệu chứng bệnh thường gặp nhất là ho kéo dài. Ở trẻ nhỏ, tình trạng trào ngược dạ dày thực quản thường gặp trong những tháng đầu đời. Cụ thể, khi bị trào ngược, axit từ dạ dày trào lên thực quản khiến dây thanh ở cổ họng dày lên, làm cho bé bị khò khè, khàn giọng. Viêm xoang. Khi bị viêm xoang, hệ thống các xoang của trẻ bị tắc, dẫn đến tình trạng ngạt mũi, các chất nhầy từ xoang chảy xuống mặt sau của cổ họng. Ban ngày các dịch nhầy này được hắt xì ra hoặc tự trôi xuống đường tiêu hóa. Tuy nhiên về đêm, khi cơ thể nằm ngủ, dịch nhầy sẽ dồn ứ tại cổ họng và gây ra tình trạng ho. Viêm xoang gây mũi nghẹt khiến trẻ phải thở bằng miệng, dẫn tới cổ họng khô, rát và ho kéo dài về đêm. Viêm phổi. Viêm phổi là tình trạng nhiễm trùng thông thường ở trẻ thường do virus vi khuẩn gây ra. Triệu chứng điển hình của viêm phổi ở trẻ gồm ho kéo dài, khó thở, sốt, cảm giác ớn lạnh, run rẩy. Viêm phổi ở trẻ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, rất dễ dẫn đến tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi. Nên làm gì khi trẻ bị ho dai dẳng? Ho được biết đến là dấu hiệu cảnh báo của một số bệnh lý nghiêm trọng, đặc biệt trên đối tượng trẻ em. Với trẻ ho kéo dài không khỏi, cha mẹ cần lưu ý đến thời gian trẻ bị ho để có được phương án điều trị phù hợp. Nếu trẻ ho kéo dài trên 5 ngày, cha mẹ cần nhanh chóng cho con đi khám tại các cơ sở y tế. Nếu trẻ ho kéo dài trên 3 tuần, điều trị bằng thuốc không giảm và kèm với các dấu hiệu bất thường, đây có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý nguy hiểm, cần được thăm khám lại và xử trí kịp thời. Đặc biệt, với các trẻ ho kéo dài, cần bảo vệ cơ thể tránh cảm cúm và cảm lạnh để bệnh không nặng thêm. Một số biện pháp chăm sóc sức khỏe cho trẻ ho kéo dài như cho trẻ uống nhiều nước ấm để làm dịu họng, giảm ho, làm loãng đờm hiệu quả. Vệ sinh mũi họng hàng ngày cho trẻ bằng nước muối từ 2 đến 3 lần mỗi ngày. Tăng cường đề kháng cho trẻ thông qua việc bổ sung nhiều hoa quả, rau xanh. Cho trẻ sử dụng một số thảo dược, bài thuốc trị ho dân gian an toàn như tắc chương đường, mật ong, gừng.
Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cao Bằng ngày mới sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.